tiên tri tiết lộ sự thật tuyệt vời tuổi Tân Sửu sinh năm 1961, nữ mạng, được thần tài ban cho lộc lớn, trúng số độc đắc, tiên tỷ cầm tay, đổi đời ngoạn mục trong năm Ất Tỵ 2025. Minh Đường Tử Vi hoan hỉ được gặp lại quý tín chủ tuổi Tân Sửu trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp ngày hôm nay. Mến chúc quý tín chủ luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Bước sang năm Ất Tỵ 2025, vận trình của quý tín chủ tuổi Tân Sửu như diều gặp gió, không ít những cơ hội kéo đến, tài lộc ùn ùn đổ về nhà, mua nhà to hơn, tậu xe xịn hơn. Từ đó mà sống một cuộc sống vinh hoa phú quý hơn người. Nếu như quý tín chủ tuổi Tân Sửu hữu duyên xem được video này, thì may mắn, thời cơ sẽ đến, chắc chắn sẽ đổi đời cải vận mà thôi. Trong chương trình ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ với quý tín chủ tuổi Tân Sửu về các nội dung chính như tổng quan, sự nghiệp, tài lộc, tình cảm, sức khỏe, tử vi từng tháng âm lịch trong năm Ất Tỵ 2025, cách hóa giải vận hạn và nhân sinh cảm ngộ. Cụ thể hơn, thông qua tử vi sẽ giúp cho quý tín chủ biết được cuộc sống có những thay đổi như thế nào với những năm trước đây, liệu có điều gì tốt sẽ xảy đến hay là không. Cơ may nào đến với bản mệnh trong năm 2025 âm lịch này, quý tín chủ cần phải chú ý điều gì và phải làm điều gì, ngay bây giờ sẽ là luận giải nội dung chi tiết. Tổng quan tuổi Tân Sửu sinh năm 1961, nữ mạng. Trong số 12 con giáp, Châu là con vật đứng ở vị trí số 2, đại diện cho sức mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần. Bởi vậy, những người tuổi Sửu đa số sống tự lập, trưởng thành sớm, có tính cách mạnh mẽ và kiên định. Theo lịch âm phương Đông, 1961 là năm Tân Sửu, có nghĩa là người sinh ra vào năm 1961, cầm tinh con Châu trong số 12 con giáp của lịch ngày. Chính là bởi mang trong mình tuổi Sửu, người đẻ vào năm 1961, thường mang trong mình nhiều đức tính tốt đẹp của con Châu. Tân Sửu 1961 hay còn được gọi là Lộ Đồ Chi Ngưu, tức Châu ở trên đường, năm sinh dương lịch, từ 15 tháng 2 năm 1961 đến mùng 4 tháng 2 năm 1962. Năm sinh âm lịch, Tân Sửu, Thiên Can, Tân, Tương Hợp, Bính, Tương Hình, Ất, Đinh, Địa Chi, Sửu, Tam Hợp, Tỵ Dậu Sửu, Tứ Hành Xung, Thìn Tuất Sửu Mùi, Mệnh Thổ, Bích Thượng Thổ, Đất Tò Vò, Tương Sinh, Kim, Hỏa, Tương Khắc, Thủy, Mộc. Mạng Bích Thượng Thổ, Đất Trên Vách, Khắc Thiên Thượng Thủy, Con Nhà Huỳnh Đế, Phú Quý, Xương Con Châu, Tướng Tinh Con Đười Ươi, cuộc đời được ông quan đế độ mạng. Tân Sửu, với nạp âm hành thổ, do can tân kim ghép với chi sửu thổ, chi sinh nhập can, nạp âm và can chi lại tương hợp ngũ hành. Thuộc lứa tuổi đời gặp nhiều may mắn, ít gặp trở ngại, dù trong năm xung tháng hạn có gặp khó khăn trở ngại, cũng dễ gặp quý nhân giúp đỡ để vượt qua dễ dàng. Tân Sửu có đầy đủ hai tính chất của can tân, mềm mỏng trầm lặng, cương nhu tùy lúc và chi sửu thuộc chòm sao Nam Dương, nằm ở phía đông bắc hoàng đạo, tính bảo thủ, kiên trì, giản dị, thông minh, nhạy cảm, mẫu người trung hậu, thủ tín, cẩn thận trước mọi vấn đề nên hành động đôi khi chậm chạp. Nữ mạng Tân Sửu gặp nhiều hay đẹp trong chuyện tình cảm, ở vào tiền vận cuộc sống có nhiều vất vả khó khăn, sang tiếng trung vận sẽ dễ dàng hơn. Gia đạo sự nghiệp phải trải qua không ít lần đổ vỡ mới được vẹn toàn, đến hậu vận sẽ được sung sướng, thảnh thơi. Người tính khí ôn hòa, y lộc dồi dào, tuổi trẻ nhiều khó khăn, dồi dào phúc thọ, tiền của hưng vượng, người tuổi này làm mẫu người khẳng khái, trầm tĩnh, thường là người hiền lành, thích ở trong nhà. Về phương diện tình cảm thì lại thích sự ổn định, trong mạng nếu có nhiều cát tinh, phần lớn học cao hiểu rộng, nhưng thích phiêu lưu mạo hiểm thông minh, văn võ hiển đạt, thường dựa vào học vấn của mình mà làm nên sự nghiệp, rạng rỡ tông môn, được quý nhân phù trợ có thể giàu sang và nổi tiếng. Tân Sửu làm mệnh sống trọng về nội tâm, bề ngoài biểu hiện sự bình hòa, nhưng trong lại là thế giới cảm xúc phong phú, chứa một trái tim nóng bỏng, tuy nhiên họ hay giấu sự nhiệt thành này xuống đáy lòng, ít khi bộc lộ ra những suy nghĩ thật của mình. Đáng tiếc rằng Tân Sửu tuy sống tình cảm nhưng rất hay bị hiểu nhầm, vì không phải là người giỏi bộc lộ sự chân tâm ra phía bên ngoài. Họ cực kỳ quan tâm đến những người xung quanh mình, luôn muốn những điều tốt đẹp đến với họ, nhưng không mấy khi Tân Sửu nói ra. Tân Sửu mang mệnh thổ, tuổi này số cùng với mạng lắm lần khắt khe, vận thời đời đổi ngã nghiêng, nhiều phen lận đận lắm lần gian nan. Nếu sinh mùa hạ thời may, thanh nhàn thong thả ít ai dám bì, số này chết hụt nhiều khi, nhờ ơn trời Phật không thì mạng vong, anh em cha mẹ hai lòng. Nếu không chồng vợ lòng dòng đôi ba, nếu không thay vợ đổi nhà, cuộc đời hứng chịu vui buồn chiều mai, cho hay số phận thiên tài, tu nhân tích đức phước nhờ mai sau. Sau đây là chi tiết tử vi năm 2025 của nữ mạng, tuổi Tân Sửu,
sinh năm 1961, theo can chi ngũ hành, sao chiếu mệnh, vận hạn, vận niên và tuổi âm. Xem tử vi tuổi Tân Sửu năm 2025 nữ mạng, xét thấy người tuổi này gặp nhiều may mắn trên tất cả các phương diện. Nữ tuổi Tân Sửu năm 2025 có tin vui về chuyện nhà cửa, nơi ăn trốn ở, việc nhu cầu về tiền bạc của nữ tuổi 1961 trong năm 2025 cũng gặp nhiều may mắn. Ngoài ra, nếu nữ tuổi Tân Sửu năm 2025 xuất hành đi xa thì gặp nhiều cát lợi cũng như công việc được hanh thông. Dưới đây là những luận giải chi tiết cho người nữ tuổi này. 1. Xem tử vi tuổi Tân Sửu 1961 nữ mạng theo can chi ngũ hành. Về thiên can. Thiên can tuổi là Tân, ngũ hành thuộc Kim, gặp năm có thiên can là Ất, ngũ hành thuộc Mộc, chủ về quan hệ tương phá. Xem tử vi tuổi Tân Sửu nữ mạng năm 2025 thấy năm Ất Tỵ, người tuổi này cẩn thận về mối quan hệ của những thành viên người thân trong nhà, nhiều chuyện có thể dẫn tới những mâu thuẫn hay bất hòa của gia đạo. Tiền bạc có thể phải chi tiêu nhiều trong năm Ất Tỵ, sức khỏe năm này của chủ mệnh thiên can Tân cũng không được tốt, điều này dẫn tới tiêu tốn nhiều tiền bạc. Về địa chi. Địa chi Sửu của tuổi này gặp địa chi Tỵ của năm 2025 là mối quan hệ chủ về tam hợp. Theo đó, trong năm chủ mệnh tuổi Sửu có nhiều sự thay đổi về tinh thần cũng như về tình cảm. Công việc cũng chuyển biến tích cực, nhờ được quý nhân hỗ trợ và giúp đỡ, bản thân có nhiều khả năng phát triển, mở mang thêm mối quan hệ làm ăn kinh doanh. Bên cạnh đó, gia đạo trong năm có tin vui đưa tới, về thêm người, thêm của. Về ngũ hành. Người tuổi này ngũ hành thuộc thổ, gặp năm 2025 Ất Tỵ, ngũ hành thuộc hỏa, tương ứng với quan hệ tương sinh, rất tốt. Năm Ất Tỵ người có bản mệnh thuộc thổ, gặp những tin vui về cuộc sống. Nếu tiến hành xuất tiền trong năm để kinh doanh hay đầu tư thì người tuổi này tiến hành được thuận lợi. Xuất hành đi xa trong năm được quý nhân giúp đỡ nên tiến hành công việc gì cũng được thuận lợi, dễ đạt được những kết quả như ý muốn. 2. Xem tử vi 2025 Tân Sửu nữ mạng theo sao chiếu mệnh. Sao chiếu mệnh tuổi Tân Sửu 1961 nữ mạng năm Ất Tỵ 2025 là sao Vân Hớn. Sao Vân Hớn, Vân Hán là một trong những hung tinh trong cửu diệu, là một sao xấu, có chủ về bệnh tật. Dân gian vẫn lưu truyền một bài thơ thể hiện tính chất của sao Vân Hớn như sau. Vân Hớn tọa mệnh nhẹ nhàng sơ qua, cả năm nhân khẩu lao đao sơ sài, đầu năm bài bạc phá tài, thua nhiều ăn ít hao tiền bất an, văn thơ đấu khẩu đa đoan, mang lời chịu tiếng bị quan của hành. Đức thiếu chiếu mệnh chẳng lành, kiêm tính nóng nảy tụng tranh chẳng hiền, tháng 4 tháng 8 phải kiêng, kỵ trong 2 tháng gia đình không yên, gặp ai gây gổ làm ngơ, nhịn nhục qua khỏi thì mình không sao. Sao Vân Hớn chiếu mạng nữ thì sẽ khó sinh và gặp họa huyết quang, còn nam bị chiếu mệnh bởi sao Vân Hớn sẽ gặp bất lợi về đường quan trường. Sao Vân Hớn chiếu mạng mệnh chủ nào thì gia đình mệnh chủ đó thường sẽ bị bất an, điền sản bất vượng nên cần phải thật thận trọng. Do vậy, từ xa xưa, người ta vẫn quan niệm rằng để giảm bớt các vận hạn do sao Vân Hán chiếu mạng thì nên cúng giải hạn sao Vân Hán hàng tháng, để tâm lý được vững vàng và an tâm hơn, từ đó tạo dựng niềm tin sẽ gặp may mắn thuận lợi hơn trong cuộc sống và công việc. Nhìn chung, sao Vân Hán là một hung tinh nhưng cũng khá lành, thường không ảnh hưởng quá nhiều tới công việc và sức khỏe của mệnh chủ. Tuy nhiên, có điều vào một vài thời điểm quan trọng trong năm, cũng nên chú ý giữ gìn bổn mạng, nhưng nhịn lời ăn tiếng nói, cẩn trọng giữ gìn ngôn ngữ và hành vi, nên ứng xử đúng mực để tránh những thị phi rắc rối không cần thiết có thể xảy ra. 3. Xem tử vi năm 2025 tuổi Tân Sửu nữ mạng theo vận hạn. Vận hạn của tuổi Tân Sửu 1961 nữ mạng gặp năm Ất Tỵ 2025 là hạn ngũ mộ. Khi gặp phải hạn ngũ mộ, trong năm đó chắc chắn có nguy cơ bị mất mát, tiêu tán về tài sản, tiền của, nhưng nặng nhất là khi mua bán giao dịch hàng hóa, sẽ mua phải đồ kém chất lượng không tốt, hoặc khi thực hiện các giao dịch không có giấy tờ đảm bảo, hóa đơn rõ ràng thì khó mà được bảo hành, khi hỏng, họ sẽ bị trộm cắp tịch thu vì hàng mua không có xuất xứ rõ ràng. Ngay cả khi có lòng tốt cho người khác ở nhờ, ngủ nhờ cũng dẫn tới hao tốn tiền của vì dễ gặp phải người gian, có tính trộm cắp, gây thiệt hại về tài chính. Hạn ngũ mộ là hạn tốt hay xấu? Hai câu thơ dưới đây sẽ cho bạn thấy rõ hạn ngũ mộ là tốt hay xấu. Ngũ mộ hạn xấu tổn tài, thiên tinh phải mắc ra tai ngục hình. Vì hạn ngũ mộ là hạn chủ về hao tài tốn của, nên dù ít dù nhiều, dù mất một phần,
hay nặng nề làm mất tất cả thì cũng khiến cho tinh thần gia chủ đi xuống. Ăn không ngon, ngủ không yên, tâm lý buồn lo, bất an, hay nói cách khác, hạn ngũ mậu chủ về hao tổn tiền bạc nhưng dẫn tới nhiều hệ lụy khác. Cụ thể, hạn ngũ mậu được diễn giải như sau. Bị kẻ gian lấy tiền của, hàng hóa mua vào kém chất lượng, hàng giả, hàng nhái, khiến cho tài chính suy giảm, thậm chí thua lỗ tới trắng tay. Không một xu dính túi, khi mua hàng không có hóa đơn chứng từ thì sẽ bị vướng vào vấn đề pháp luật, lao lý, mất tiền mà chất lượng chẳng thấy đâu. Thậm chí còn bị bắt giữ, gặp rắc rối với pháp luật vì mua bán hàng hóa không chất lượng, hàng hóa không có xuất xứ rõ ràng. Ngay cả khi chúng ta có lòng tốt, muốn giúp đỡ người khác, cho vay cho mượn tiền, cũng gặp phải rắc rối, khó hoặc không đòi được tiền về. Cho người khác tá túc thì có nguy cơ bị trộm cắp vì gặp phải kẻ gian, tất cả đều dẫn tới tiêu tán tiền bạc của gia chủ. Cách hóa giải hạn ngũ mộ. Trong 8 niên hạn thì ngũ mộ là một tiểu hạn có liên quan đến tiền của. Để giảm nhẹ họa của hạn ngũ mộ mang đến, bạn cần chú ý một số vấn đề sau. Trong làm ăn buôn bán, cần kiểm tra xuất xứ hàng hóa rõ ràng, không sử dụng các mặt hàng kém chất lượng, khi nhập hàng về phải có hóa đơn, giấy tờ rõ ràng. Đừng vì một chút lợi nhuận mà nhắm mắt chấp nhận hàng kém chất lượng, nhờ như bị công an kiểm tra, tịch thu hàng hóa thì sẽ mất cả chì lẫn chài, tay bay vạ gió, rắc rối chồng chất. Về tài sản, tiền bạc của bản thân nên giữ cẩn thận, không nên cho vay hay cho mượn, dù là bất cứ ai. Chẳng may tiền mất đi thì nghĩa cũng khó giữ, nên sống hướng thiện, chăm làm việc có ích cho mọi người, cho đi mà không yêu cầu được nhận lại. Tốt nhất, hãy tạo mối quan hệ với những người lương thiện, không kết giao với kẻ xấu, đặc biệt nếu đang giữ nhiều tiền, vàng thì cần tránh cất tại nhà mà hãy gửi tiết kiệm, vừa đảm bảo an toàn, lại thu lãi, tránh được trộm cắp. Đứng về quan niệm phong thủy, bạn nên cân nhắc lại các yếu tố ảnh hưởng đến tiền bạc để thuận lợi giữ tiền bạc. Bạn nên bày những vật phẩm phong thủy có tác dụng trấn an tài sản, hạn chế thất thoát, không để người lạ vào nhà hay ngủ qua đêm, tránh xảy ra trộm cắp tài sản. 4. Xem tử vi năm 2025, tuổi Tân Sửu nữ mạng, theo vận niên. Năm 2025 tuổi Tân Sửu 1961, gặp vận niên, kê hồi viên. Kê hồi viên, còn gọi là kê giáp viên, là hình tượng gà được thả vào trong vườn. Điều này báo hiệu một năm thành công và no đủ với bản mệnh. Trong năm gặp vận niên này, bản mệnh có tài lộc mạnh phát, được người khác cho biếu tặng tiền bạc tài sản. Công việc làm ăn tiến tới, kinh doanh buôn bán đắt hàng, xin việc mới hoặc xuất hành đi xa đều có lợi. Trong năm này, sức khỏe của bản mệnh khá tốt, tuy nhiên, bạn cần tránh di chuyển đường sông nước, cầu và... Trong năm gặp vận niên kê giáp viên, bản mệnh cần lưu ý hạn chế cho người khác vay mượn tiền bạc, bởi cho vay nợ sẽ rất khó đòi lại được. Trong năm này, bản mệnh nên làm phúc giúp đỡ cho người khác nhiều hơn. Về đường tình duyên, trong năm bản mệnh nên chân thành, chung thủy với bạn đời, kẻo mắc mưu kẻ xấu, gặp khẩu thiệt nho nhỏ. Ngoài ra, trong năm này sẽ có bạn khác giới đang muốn lợi dụng bạn. 5. Xem tử vi năm 2025, tuổi Tân Sửu nữ mạng, theo tuổi âm. Tử vi năm 2025 tuổi Tân Sửu 1961 nữ mạng, có hạn tam tai không? Người tuổi Tân Sửu gặp tam tai vào các năm Hợi, Tý, Sửu. Năm 2025 là năm Ất Tỵ, theo cách tính này thì gia chủ 1961 Tân Sửu sẽ không phạm đại kỵ tam tai. Tử vi năm 2025 tuổi Tân Sửu 1961 nữ mạng, có hạn kim lâu không? Năm 2025 Ất Tỵ, gia chủ 1961 Tân Sửu là 65 tuổi, tuổi Mụ. Theo cách tính này, gia chủ sẽ không phạm kim lâu. Tử vi năm 2025, tuổi Tân Sửu 1961 nữ mạng, có hạn hoang ốc không? Năm nay, gia chủ Tân Sửu phạm tuổi Ngũ Thọ Tử. Phạm hoang ốc, Ngũ Thọ Tử có câu, ngũ tử ly thân phòng tử biệt, tuổi này làm nhà là phạm, trong nhà chia rẽ lâm vào cảnh sinh ly tử biệt. Tử vi năm 2025, tuổi Tân Sửu 1961 nữ mạng, có hạn thái tuế không? Tân Sửu 1961, năm Ất Tỵ 2025, sẽ không phạm thái tuế. Tử vi năm 2025, tuổi Tân Sửu 1961 nữ mạng, có hạn trạch tuổi không? Theo hệ thống cửu trạch vận niên, thì gia chủ Tân Sửu 1961, năm Ất Tỵ 2025 là trạch đức, là một trong bốn trạch tốt gồm trạch phúc, trạch đức, trạch bảo, trạch lộc. Trạch đức là tốt, bởi vậy, gia chủ 1961 nên mua, xây cất,
sửa nhà và nên làm các việc trọng đại vào năm 2025 này. Người xưa có câu thơ rằng, làm nhà cửu trạch vận từng niên, phúc đức bảo lộc phú thọ yên, nếu gặp bại hư khóc, quỷ, tử, chắc là sát chủ với thê hiền. Nghĩa là làm nhà phải chú ý trạch từng năm, các trạch tốt là phúc, đức, bảo lộc, các trạch xấu là bại, hư, khóc, quỷ, tử trừ ra. Tóm lại, năm 2025 gia chủ sinh năm 1961, gặp trạch đức thì mua nhà, làm nhà hoặc sửa nhà vào năm này rất tốt. Tiếp theo là đánh giá vận trình tử vi nữ mạng, tuổi Tân Sửu, sinh năm 1961, năm 2025 trên các phương diện. Dựa trên mối tương quan giữa can chi ngũ hành của bản mệnh và lưu niên Ất Tỵ, đồng thời xét tác động nặng nhẹ của hệ thống sao chiếu mạng, mà Minh Đường Tử Vi đưa ra những dự báo hung cát trong vận trình xuyên suốt năm 2025 của tuổi Tân Sửu nữ mạng trên các phương diện khác nhau, cụ thể như sau. Về mặt sự nghiệp, Tử Vi năm 2025 dự báo sự nghiệp của người tuổi Tân Sửu đạt được những bước tiến nhanh chóng trong năm 2025 này. Một phần là nhờ sự ảnh hưởng tích cực của cục diện tam hợp, nhưng phần lớn là do sự quyết tâm và chăm chỉ của bạn tạo thành. Năm nay bản mệnh xây dựng được các mối quan hệ xã giao rộng rãi và tốt đẹp, con giáp này đối xử tốt với mọi người một cách chân thành và cởi mở. Nhờ vậy mà đi đến đâu, bạn cũng nhận được sự yêu mến của mọi người, thậm chí những khó khăn thử thách xuất hiện cũng chẳng còn quá đáng sợ như trước. Đây cũng là thời điểm thích hợp để bản mệnh học thêm những lĩnh vực mới mẻ hoặc thử sức bản thân ở những nội dung công việc mới. Có thể quá trình khởi đầu, bạn sẽ gặp phải một vài khúc mắc, song chỉ cần bình tĩnh đối diện, bạn sẽ làm quen được và bắt tay vào guồng quay công việc vô cùng nhanh chóng. Với người làm lãnh đạo, bạn tin tưởng vào những quan điểm và định hướng của bản thân nên dẫn dắt tập thể làm theo ý của mình. Sự quyết đoán của bản mệnh giúp tập thể có những bước phát triển thuận lợi, thậm chí là những người dẫn đầu trong một xu hướng nào đó. Tất nhiên, trong năm không chỉ toàn những điều thuận lợi, ngũ quỷ và kiếp tài ẩn tàng là dấu hiệu cho thấy quanh bạn có những kẻ hẹp hòi, đố kỵ với những thành công mà bạn gặt hái được, từ đó kiếm cớ gây chuyện, làm hạ thấp uy tín của bạn. Điều con giáp này cần làm là bình tĩnh ứng phó, chớ nên để cảm xúc tiêu cực kiểm soát hành động của mình. Về mặt tài lộc, người tuổi Tân Sửu có thể chuẩn bị tinh thần để đón nhận tin vui trong vận trình tài lộc ở năm 2025 này. Do có cục diện tam hợp giúp sức, bạn sẽ tìm được nhiều cơ hội để thể hiện bản thân mình, từ đó thu được những kết quả xứng đáng. Với người làm công ăn lương, những thành tích liên tiếp trong sự nghiệp giúp bạn luôn nhận được những khoản thưởng hậu hĩnh. Thậm chí, có những người còn được đề xuất thăng chức tăng lương, giúp nguồn tiền ngày càng trở nên vững vàng hơn. Người làm ăn kinh doanh, giữ được chữ tín của mình, nên được nhiều khách hàng tin tưởng và quay lại hợp tác mua hàng. Con giáp này nên chú ý tìm hiểu biến động của thị trường và nắm chắc thời cơ để mở rộng mạng lưới, quy mô làm ăn của mình. Có thể thấy rằng, để kiếm được một khoản tiền kha khá, bản mệnh cũng sẽ phải khá vất vả, song vì bạn luôn có động lực nên chẳng ngại khó khăn. Một vài người quyết đoán còn có thể trở thành người lãnh đạo, người dẫn đầu trào lưu, khiến đồng tiền đổ về túi nhanh chóng hơn hẳn mọi người. Tuy nhiên, dù làm ăn thuận lợi thế nào, bản mệnh cũng cần phải luôn chú ý đến tác động xấu của hung tinh ngũ quỷ, có thể có kẻ xấu đang ngấm ngầm tìm cách hãm hại bạn, nhân lúc bạn sơ suất, thiếu tập trung. Vì vậy, khi ký kết hợp đồng, giấy tờ, bạn cần kiểm tra kỹ các thông tin để tránh rắc rối về sau. Ngoài ra, con giáp này cũng cần phải chú ý giữ gìn sức khỏe, chớ lao động quá sức hoặc vi phạm luật giao thông, kẻo dễ gây tổn hại cho cơ thể, vừa tốn thêm tiền thuốc men chạy chữa. Về tình cảm gia đạo, vận trình tình duyên của người tuổi Tân Sửu xuất hiện nhiều điểm sáng, bạn có nhiều cơ hội đón nhận hạnh phúc, vì thế hãy mở cánh cửa trái tim, đừng tự nhốt bản thân trong thế giới riêng mãi. Với người độc thân, ngũ hành tương sinh giúp con giáp này có những suy nghĩ cởi mở và lạc quan hơn về chuyện tình cảm. Bạn sẵn sàng tham gia vào các buổi giao lưu, gặp gỡ và nhiệt tình trò chuyện với nhiều người xung quanh. Có thể, thông qua những buổi gặp mặt này, bạn sẽ chinh phục được ai đó bởi những nét độc đáo trong tính cách của mình. Khi có ai đó bày tỏ thiện cảm với bạn, bạn hãy gạt bỏ những trăn trở và băn khoăn để có thể cho đối phương một cơ hội. Thông qua quá trình trò chuyện, trái tim bạn sẽ tự đưa ra được câu trả lời chính xác nhất cho mối quan hệ tương lai. Với những ai đã có đôi có cặp, bạn và người ấy ngày một thấu hiểu cho nhau, những mâu thuẫn nhỏ nhặt không làm hai người buồn bực, mà lại chính là cơ hội để đôi bên bao dung và quý trọng nhau hơn. Có người ấy ở bên cạnh bầu bạn và sẻ chia, bạn cũng có thêm động lực để đối diện với những thử thách trong cuộc sống.
Trong năm 2025 này, nếu có thời gian rảnh, đôi bên có thể tìm cách hâm nóng tình cảm, tạo thêm những kỷ niệm đẹp đẽ cho nhau, đó chính là chất keo gắn kết mối quan hệ hai người thêm bền chặt. Về mặt sức khỏe, đáng tiếc là tình hình sức khỏe của người tuổi Tân Sửu lại không quá lạc quan trong năm nay, đa phần do chịu ảnh hưởng của hung tinh Bạch Hổ. Vì thế, dù ở lứa tuổi nào, bản mệnh cũng cần hết sức giữ gìn, nếu không, dễ vướng phải những hậu quả đáng tiếc. Dù công việc có bận rộn đến mấy, con giáp này cũng cần nghỉ ngơi đúng giờ, tránh bỏ bữa hoặc ngồi một chỗ quá lâu, bởi như vậy, dễ mắc các bệnh liên quan đến xương khớp hoặc dạ dày khi tham gia giao thông hoặc khi lao động chân tay, vận hành máy móc. Bạn cũng cần giữ cho đầu óc được tỉnh táo, tránh tình trạng lơ đãng hoặc mệt mỏi quá mức, dễ dẫn đến tai nạn, gây tổn hại cho sức khỏe. Tốt nhất, hãy sắp xếp thời gian biểu hợp lý để cơ thể không phải làm việc quá sức. Nếu có thời gian rảnh, bạn cũng nên chọn hình thức rèn luyện thể dục thể thao phù hợp với thể trạng của mình. Dưới đây là vận trình tử vi từng tháng âm lịch năm 2025 của tuổi Tân Sửu 1961, nữ mạng. Tử vi tháng 1 năm 2025 âm lịch. Bước vào tháng đầu tiên của năm mới, người tuổi Tân Sửu đã gặp nhiều may mắn trên phương diện sự nghiệp cũng như làm ăn. Đây là thời điểm thích hợp để bản mệnh ký kết, hợp tác với đồng nghiệp, đối tác để đôi bên cùng phát triển. Quan hệ vợ chồng ngọt ngào gắn kết, đặc biệt là trong những ngày đầu năm mới, hai người luôn chủ động giúp đỡ nhau trong mọi công việc và tìm thời gian rảnh để hâm nóng cảm xúc lứa đôi. Tử vi tháng 2 năm 2025 âm lịch. Người tuổi Tân Sửu sẽ phải trải qua một tháng khá vất vả, công việc bộn bề khiến con giáp này không có thời gian mà nghỉ ngơi. Nhưng bù lại thì càng cố gắng bao nhiêu, bạn sẽ càng gặt hái được thành công lớn lao bấy nhiêu. Tháng 2 có dấu hiệu tiểu nhân quấy phá, vì vậy mà bản mệnh cũng nên cẩn thận hơn trong cách hành xử, chớ nên nóng nảy. Đắc tội với người khác, hãy nhớ rằng mọi việc đều có thể trao đổi bằng lời nói khi đôi bên đều có thiện chí lắng nghe. Tử vi tháng 3 năm 2025 âm lịch. Tháng 3 không phải là thời điểm thích hợp để con giáp này hợp tác, đầu tư cho dù là với bạn bè hoặc những người thân thiết. Ngược lại, càng là người quen thì bạn càng cần phải tính toán kỹ lưỡng, minh bạch để tránh phải những tổn thất trong tương lai. Phương diện tình cảm nhìn chung ổn định, bạn nên tâm sự với nửa kia nhiều hơn để được nhẹ nhõm và tháo gỡ những khúc mắc kịp thời. Với người độc thân, bạn nên tích cực tham gia những buổi gặp gỡ nếu muốn nhanh tìm thấy nửa kia. Tử vi tháng 4 năm 2025 âm lịch. Tình hình tài chính của người tuổi Tân Sửu tăng trưởng vững vàng trong tháng 4 này, bạn tập trung nghiêm túc cho công việc, nên đạt được những thành tích xuất sắc khiến lãnh đạo tin tưởng và sẵn sàng dành cho phần thưởng xứng đáng. Chuyện làm ăn kinh doanh có nhiều khởi sắc khi bản mệnh nắm được biến động của thị trường và chủ động khi đứng trước các cơ hội. Không cần phải đợi lời khuyên của bất cứ ai, tiền bạc sẽ tự động đổ về túi bản mệnh nhanh chóng. Tử vi tháng 5 năm 2025 âm lịch. Tháng 5 này là thời điểm thích hợp để bản mệnh hợp tác làm ăn, bạn sẽ gặp được nhiều đối tác, khách hàng triển vọng, khiến mọi việc tiến triển suôn sẻ, đồng tiền đổ về túi cũng dư giả hơn hẳn mọi người xung quanh. Phương diện tình cảm có những tiến triển tích cực khi mối quan hệ giữa bạn và người ấy ấm lên nhanh chóng. Nếu thời cơ đã chín muồi, bạn nên bày tỏ tình cảm để hai người đi tới một mối quan hệ thân mật hơn. Tử vi tháng 6 năm 2025 âm lịch. Người tuổi Tân Sửu phải trải qua tháng 6 khá vất vả khi các kế hoạch liên tiếp gặp trục trặc. Tuy nhiên, con giáp này không cần phải quá lo lắng vì xung quanh bạn luôn có những người sẵn sàng giang tay giúp đỡ. Phương diện tài lộc không có biến chuyển nào quá rõ rệt, bạn cần tiếp tục kiên trì với các kế hoạch của mình, đồng thời nêu rõ tình hình thực tế của bản thân để không vội vàng chạy theo xu thế của thị trường, gây hao tổn không đáng có. Tử vi tháng 7 năm 2025 âm lịch. Bản mệnh cần phải chú ý đến nguy cơ kẻ xấu ghen ghét, hãm hại mình trong tháng 7 này, làm việc gì. Bạn cũng cần cân nhắc kỹ càng, đặc biệt chớ nghe theo lời bàn ra tán vào hoặc xúi dục của những kẻ không đáng tin cậy. Trong gia đình, vợ chồng cũng gặp phải một vài mâu thuẫn nhỏ nhặt, bạn cần kiềm chế tính nóng này. Để tránh chuyện bé xé ra to, hai người nên bình tĩnh để trò chuyện và trao đổi với nhau những quan điểm bất đồng. Tử vi tháng 8 năm 2025 âm lịch. Người tuổi Tân Sửu gặp được một vài cơ hội trong thời gian này, song bạn phải chủ động nắm bắt, nếu không cơ may sẽ rơi vào tay người khác. Hãy tin tưởng vào bản thân, rồi bạn sẽ gặt hái được những thành quả xứng đáng với công sức bỏ ra. Với người tham gia thi cử tuyển chọn,
bạn cần tin tưởng hơn nữa vào bản thân mình để tự tin bước chân vào các kỳ thi. Sự tự tin vào vốn kiến thức sẵn có sẽ là điều gây ấn tượng sâu sắc với các nhà lãnh đạo tuyển dụng. Tử vi tháng 9 năm 2025 âm lịch. Tháng 9 năm 2025, tình hình tài chính của người tuổi Tân Sửu có những bước phát triển đáng kể. Các khoản đầu tư của bạn dần đem lại lợi nhuận, bạn có thể thoải mái chi tiêu mà không phải lo đến chuyện thiếu tiền tiêu. Với người làm công ăn lương, bạn nhận được sự tin tưởng của lãnh đạo nên nhận được nhiều cơ hội giúp khẳng định vị thế. Hãy tự tin và sẵn sàng nhận nhiệm vụ, bạn sẽ ghi điểm trong mắt tất cả mọi người. Tử vi tháng 10 năm 2025 âm lịch. Con giáp này phải đối diện với khá nhiều áp lực trong tháng 10 năm 2025, nhưng xét trên phương diện tích cực, bạn sẽ tìm thấy động lực để tiến lên phía trước, thậm chí tìm ra được điểm mạnh của mình và có hướng phát triển trong tương lai. Phương diện tình cảm không có nhiều biến động, bạn không có nhiều thời gian dành cho gia đình, những khi quá mệt mỏi, bạn nên tâm sự với người thân nhiều hơn, như vậy bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn, đồng thời có động lực tiếp tục cố gắng. Tử vi tháng 11 năm 2025 âm lịch. Tháng 11 là một trong những thời điểm bứt phá của người tuổi Tân Sửu bằng kinh nghiệm và tri thức của mình. Bản mệnh có thể chạm tay tới cái đích mình đặt ra từ trước, tất nhiên để gặt hái thành công, bạn không khỏi phải hy sinh thời gian của mình. Hãy chú ý giữ gìn sức khỏe, dù có bận rộn đến mấy, cũng chớ nên bỏ bữa hoặc làm việc quá sức. Với người lớn tuổi, hãy làm những việc vừa sức của mình, nếu không dễ để lại hậu quả, tốn tiền chạy chữa. Tử vi tháng 12 năm 2025 âm lịch. Tháng cuối cùng của năm, vận trình tài lộc của người tuổi Tân Sửu có những điểm sáng đáng kể. Người làm công ăn lương nhận được nhiều khoản thưởng nóng, thậm chí có người được tăng lương. Người làm ăn buôn bán có một túi tiền rủng rỉnh vì các đơn hàng, hợp đồng tấp nập. Phương diện tình cảm cũng có nhiều dấu hiệu đáng mừng. Dù bận rộn, nhưng bạn và người ấy luôn dành thời gian để ở bên nhau, trao đổi và tâm sự với nhau mọi chuyện. Hai người như được tiếp thêm động lực khi nghĩ về đối phương. Tổng kết, tử vi tuổi Tân Sửu 1961, nữ mạng, trong năm Ất Tỵ 2025. Đánh giá tổng quan, tử vi tuổi Tân Sửu 2025 khá tốt đẹp, ít sóng gió thăng trầm, đây là thời điểm lý tưởng để đương số khẳng định bản thân, tạo bước đà bùng nổ trong công việc và vấn đề tài chính. Với những ai đã nỗ lực suốt thời gian vừa qua, thì đây chính là thời cơ tốt để gặt hái thành quả tương xứng. Cách hóa giải vận hạn năm 2025 cho tuổi Tân Sửu, nữ mạng trên từng phương diện. Về công việc, nhờ vận khí cát lành lan tỏa, tinh thần người tuổi Tân Sửu thêm vững vàng, càng dễ tập trung cho phát triển những mục tiêu lớn trong cuộc đời, vì thế mà tham vọng cũng được nâng tầm. Đừng tưởng họ ít thể hiện mà cho rằng họ lười nhác, một khi Tân Sửu đã hạ quyết tâm thì mưu đại sự rất dễ thành. Hãy không ngừng phấn đấu và trải nghiệm, bản mệnh sẽ thấy ngay sự khác biệt. Về tiền bạc, trong năm nên chú trọng mở rộng làm ăn, tìm hiểu thêm các kênh đầu tư khác ngoài công việc chính hiện tại. Có như vậy, tiền mới sinh sôi nảy nở ngay cả khi bạn đang ngủ hoặc những lúc đau yếu. Về tình cảm, đương số nên dành nhiều thời gian cho gia đình hơn, thay vì chỉ chú trọng đến công việc. Có điều sự quan tâm thường xuyên của bạn, các thành viên trong gia đình ai nấy đều vui vẻ, hạnh phúc. Về sức khỏe, do tác động mạnh của hung tinh, nếu lơ là cảnh giác, lập tức có thể gặp xui, nhẹ thì té ngã, khiến tứ chi đau đớn, nặng thì tai nạn bất ngờ, phải động chạm dao kéo. Vì thế, cần hết sức thận trọng khi tham gia giao thông, cũng như các hoạt động mạo hiểm, chú ý có họa huyết quang. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, Phật dạy rằng, khi nghĩ về thứ mình không có, thay vì nghĩ suy, đau khổ về những gì bạn không có, hãy nhìn lại xem bạn có gì. Thật dễ dàng, khi quên đi hàng tỷ người trên hành tinh này, còn sống trong nghèo khổ, những người chưa có một mái nhà, dù lụp sụp che nắng mưa hay manh áo ấm, chưa đủ cơm ăn, người không có một việc làm hoặc chỉ làm việc lao động chân tay quần quật. Xin bạn so sánh cuộc đời của bạn với họ để cảm ơn cuộc đời và những gì bạn đang có, và hãy nhận ra rằng mình có nhiều hơn sự đủ đầy. Nhất là hạnh phúc không phải là một điểm đến của ngày mai, hạnh phúc đang ở đây trong những gì bạn có và trong lòng bạn. Không thể cô độc cuộc sống của mình mà phát triển, tạo dựng thành công, hạnh phúc được. Chúng ta phải sống nương tựa lẫn nhau, sự tồn động trong xã hội đều phụ thuộc vào đạo đức con người, lòng biết ơn tạo nên sức mạnh cho con người trong cuộc sống hôm nay và ngày mai, chính chúng ta không thể ngờ tới. Trong thuyết học nhân duyên của nhà Phật, không có gì là đơn độc, chúng ta sinh ra giữa cộng đồng và người xung quanh là vô vàn những nguyên tố, một cá thể lớn lên,
là nhờ vào sự nương tựa của một cộng đồng lớn trong xã hội này. Khi muốn nổi giận với ai đó, hãy kiềm chế, đừng bắn ra những lời nặng nề, gay gắt hay phản ứng trong cơn thịnh nộ. Thay vào đó, hít vài hơi thở thật sâu, tự trấn tĩnh rồi lại dịu xuống. Hãy cố tập trung vào những điều khiến bạn chịu ơn người ấy. Chính vì điều này sẽ thay đổi cơn giận dữ lúc đó. Trong hôn nhân, nếu bạn không ngừng chỉ trích, phê phán người chồng, vợ của mình, là bạn đang dần hủy hoại cuộc sống hôn nhân của mình. Sự thành công của mỗi người, bên cạnh sự cố gắng, nỗ lực không ngừng của bản thân, còn là sự giúp đỡ rất nhiều của bạn bè và đồng nghiệp tốt. Họ sẵn sàng dành thời gian, công sức để hỗ trợ bạn. Bởi vậy, mỗi người phải luôn nhắc nhở rằng bản thân mình đã nỗ lực để chúng ta có được thành công. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tuổi Tân Sửu sinh năm 1961, nữ mạng, trong năm Ất Tỵ 2025. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một năm nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.